Yo, xin chào tất cả anh em. Và hôm nay mình lại đi ra ngoài trời để trải nghiệm, chụp ảnh thực tế cho anh em xem. Và hôm nay mình đang ở công viên Thống Nhất. Mình có một combo, anh em nhìn đi, to không? Đây chính là chiếc 7D Mark 2 kèm với một chiếc ống mình đang dùng ở đây là 70-200 đời 1 có ES, có là đời 1 ES ấy. Thì hôm nay mình sẽ thử test khả năng chụp kiểu tốc độ này, chụp khả năng kiểu khả năng bắt nét, rồi là chụp chuyển động nhanh từ cái combo này nhá. Và mình sẽ từ cầm combo siêu to nạc này để đi xung quanh đây giữa trời nóng bức này, anh em nhìn mình toái bồi đó. Thì mình sẽ chia sẻ cho anh em xem về những chất lượng ảnh hoặc là những cái khả năng rồi là trải nghiệm chụp của mình trên cái combo này nhá. Ok, cũng bắt đầu. Đầu tiên thì anh em nhìn thấy combo này trên tay mình không? Nó to dã man luôn. Nói qua về thông số một chút nhé. Thì chiếc 70-200 đời 1 bản có ES này nó sẽ nặng khoảng gần 1,6 cân. Còn 7D2 để 7D Mark 2 nó sẽ nặng khoảng 900g. Nên là gộp vào mình đang đeo trên cổ khoảng 2,5 cân. Ủa, nặng dã man luôn. Cộng thêm cái nhiệt độ ngoài trời Hà Nội giờ này nó nóng kinh khủng đấy. Nên là cái combo này kiểu cầm đi chụp mệt lắm, oải dã man. Nhờ bù lại thì nội công của cái combo này khá là thâm hậu đấy. Nhưng chiếc 7D2 này thì anh em cũng đã biết, như kiểu là chiếc 7D trước đi. Đầu tiên thì 7D ngày xưa đã được kiểu mệnh danh là King of Crop ấy. Thì 7D ra mắt vì nó là dòng một số, tuy nhiên thì nó lại mang cho mình cái cảm biến crop. Và 7D cũng là một cái con máy hướng đến những anh em mà chuyên chụp thể thao, chụp tốc độ. Và 7D2 thì là cái kế nhiệm của chiếc 7D và nó cải tiến rất nhiều thứ. Đầu tiên đó chính là độ phân giải thì hơn một chữ rồi. Độ phân giải con 7D2 này là 20 megapixel. Nhưng mà quan trọng nhất người ta đánh vào công nghệ, đấy là cái công nghệ xung quanh việc lấy nét của cái 7D2 này. Thì 7D2 có 65 điểm lấy nét, và toàn bộ 65 điểm đều là có style luôn, lấy nét cực kỳ nhanh. Và có rất nhiều công nghệ xung quanh cái 65 điểm lấy nét này. Đầu tiên là cái công nghệ dual pixel ấy. Dual pixel thì giúp anh em bắt nét chuyển động nhanh hơn. Và Canon cũng cho một con 7D2 này một cái công nghệ gọi là như kiểu là công nghệ tự động nhận diện những cái chuyển động trong khung cảnh ấy. Và cái công nghệ này thì anh em có thể điều chỉnh trong menu như kiểu là mình đang chụp người chạy, hoặc là mình đang chụp vật thể, chụp xe đạp, xe máy, rồi là nói chung là nhiều cái menu. Con 7D2 này nó rắc rối dã man luôn đấy. Và mình có bọc một chút thì trong cái menu này anh em sẽ con 7D2 này nó không có cái kết nối wifi. Thì trong menu này anh em sửa ra một tab wifi, sửa trong cái tab wifi nó sẽ là cái tab để anh em chỉnh về các cái chế độ lấy auto lấy nét và rất nhiều công nghệ lấy nét luôn. Và mình có thể thử chụp thì bắt gần như là dính hết. Thế là với con ống 70-200 này, nó có cái cục motor lấy nét USM, bắt nét cực kỳ nhanh luôn. Rồi, và đầu tiên thì trong cái combo này chạy lên quanh chỗ này, trời nắng nữa, nặng, mệt dã man luôn. Nên là anh em nào mà chụp thể thao chuyên nghiệp ấy, thì công nhận là cái combo này phải quen là chứ. Thì kiểu bản thân mình chỉ hay đi chụp kiểu chụp chân dung hoặc là chụp những cái bộ con gọn ấy. Nhưng kiểu là mình hay đi test những cái con như kiểu là con Violet, thì cầm ra cái con này công nhận là dùng sướng thật. Cảm giác sử dụng rồi là cảm giác chụp nó rất là thích, nhưng mà bù lại là cân nặng nó nặng thật. Và mình phải ngồi một chỗ này, xong rồi mình căn những cái chuyển động, mình bắt nét rồi là mình chụp như thế. Thì trời nắng ngồi canh mệt dã man luôn. Nhưng mà chất lượng ảnh thì cái ống 70-200 này thì mình hay dùng cái bản không có ES cơ. Còn chuyển sang bản ES này thì khi cảm giác chụp rồi mình sẽ đỡ bị rung tay hơn ấy. Đặc biệt là khi mình lắc với con 7D2 này. 7D2 này thì cái cảm biến crop này nó bị nhân tiêu cự một xíu, thì mình cái góc nhìn mình nó hơi bị hẹp. Nên là có một cái chức năng chống rung nào thì khi mình bật lên mình cũng không cần phải kiểu thì khó bị rung tay hơn ấy. Còn anh ấy biết mà, khi dùng chuyển động mình chỉ cần rung tay một xíu thôi thì cái ảnh của mình nó sẽ bị dễ bị nhòe hoặc là dễ bị out nét ngay lập tức. Đặc biệt là khi mình rung lên 200 bằng chân lên 1,6 nó lên tận hơn 300 cơ. Nên là cái việc có chống rung ở trên ống này cũng khá là tốt cho anh em có thể chụp chuyển động nhanh chẳng hạn. Thì mình có thể mình vừa thử chụp một vài tấm ảnh thì anh em có thể xem thử và đánh giá chi tiết nhé. Rồi, và một vài lưu ý nhỏ nữa của anh em khi nâng cấp lên 7D2 này, đặc biệt là những anh em đang dùng 7D chẳng hạn, thì con 7D2 này dùng cái loại pin là LPE6N. Thì E6N và E6 ấy nó chỉ khác nhau là cái bản E6N này nó nâng cấp dung lượng lên một xíu thôi. Nên là những anh em nào mà đang dùng 7D chẳng hạn, em hoàn toàn có thể nâng cấp lên 7D2 và sử dụng lại những cái pin cũ như kiểu E6 vừa đang dùng cho 7D, hoàn toàn tương thích nhá, không sao cả.
Còn 7D2 thì nó nâng cấp thêm một điểm nữa là bây giờ thay vì dùng thẻ CS thuần như con 7D chẳng hạn thì anh em có hai khe thẻ, và mình có một khe thẻ CS đấy, và mình có một khe thẻ SD, thì cái này cũng rất là dễ cho anh em có thể nâng cấp từ 7D lên, vẫn dùng được thẻ cũ đúng không? Hoặc là anh em dùng những cái dòng máy khác qua thì vẫn có thể cắm thẻ CS, thẻ SD ở đây chẳng hạn. Và nó có hai cái thẻ này bởi vì là cái thẻ CS khi mà anh em chụp tốc độ cao ấy, đặc biệt là như anh em mà chụp ảnh RAW ấy, thì cái tốc độ cao ấy kết hợp với lại cái lưu lượng ảnh cần lưu nó rất là nhiều, nên là thẻ CS sẽ cho một cái tốc độ và cái độ bền nó ổn định hơn thẻ SD. Còn hôm nay mình chỉ chụp ảnh JPEG thôi, nên là mình cảm giác một cái thẻ SD của mình nó vẫn khá là đủ để có thể đáp ứng được cái tốc độ lưu hình, tốc độ chụp và tốc độ lưu hình. Và khi tốc độ chụp nhanh như vậy và tốc độ lưu hình nhanh thì khi mình vừa kết thúc cái khoảng như kiểu là mình giữ nút chụp nhé, mình kết thúc khoảng 10 shot mình bấm lại để mình preview ấy, nó sẽ xuất hiện ngay trên màn hình của mình. Thì cái này khá là tiện lợi cho anh em đi chụp thể thao. Anh em nào chụp thể thao thì chắc là cần rất cần cái này, bởi vì nếu như anh em chỉ cần đợi cái máy này xử lý ảnh xong thì anh em mới có thể tiếp tục chụp ấy, nó sẽ mất, nó chỉ còn vài mili giây trong thể thao đã mất khoảnh khắc rồi ấy. Nên là anh em lưu ý là những cái dòng thể thao này thì chọn cái thẻ nào nó có cái tốc độ đọc cao một xíu thế thôi. Và tiếp về quay về cái ống 70-200 này của mình thì mình là một thằng dùng 70-200 đời 1 Nonies. Đúng rồi, cái bản Nonies ấy, thì bản Nonies này nó sẽ khác với bản IS của mình, là nó ở theo nhiều anh em nói thì cái chất lượng ảnh nó sẽ nét hơn. Mình thì mình chưa đánh giá được bởi vì mình chưa sâu ảnh trực tiếp trên hai cái ống này. Còn khi mình trải nghiệm chụp thì bản IS này nó giúp mình rất nhiều trong việc mình chụp những cái chuyển động nhanh. Bình thường khi anh em chụp những cái tiêu cự dài ấy, đặc biệt là mình đang làm trên con crop này nữa, thì nó sẽ bị góc nhìn nó bị hẹp vào nữa cơ. Nên là những cái tiêu cự dài anh em chỉ cần lật tay một xíu thôi là có thể dễ bị out nét rồi. Mà con 7D2 này là con mà bắt nét có rất nhiều công nghệ rồi, checking cái chuyển động của mình rồi nhá. Nhưng mà khi mình cắm lên, khi mình bật cái chức năng chống rung đấy thì nó vẫn cho mình một cái khả năng để cầm như kiểu mình không bị, mặc dù mình hơi bị run tay một xíu thôi vì combo này nặng mà, rất là nặng luôn, 2,5 kg mà, nên là kể cả mình hơi run tay một xíu thôi cái độ ổn định rồi cảnh nó vẫn giữ lại cho mình, kể cả mình chụp ở tiêu cự 200 thì đây là một điểm lợi khi anh em dùng những cái bản 70-200 và có IS để chụp thể thao hoặc chụp chuyển động chẳng hạn. Con 7D2 này thì mình đánh giá từ nãy giờ là trên việc mình đi chụp chuyển động nhanh chẳng hạn. Còn việc chụp chân dung thì thật sự là với tất cả cái công nghệ cao về lấy nét rồi là chuyển động các kiểu ấy, nó không áp dụng gì vào chụp chân dung cả. Bởi vì anh em tưởng tượng như kiểu khi mình chụp chân dung ấy, là mình chụp những cái vật thể tĩnh, ngay cả cái ống 70-200 của mình chẳng hạn. Khi mình chụp chân dung thì mình hay lấy cái bản non-IS hơn, bởi vì mình đâu cần chống rung đâu, mỗi mình đứng im mà. Nên là con 7D2 này nếu mà anh em định mua để chụp chân dung thì mình nghĩ là không nên, bởi vì dù sao nó vẫn là một cảm biến crop, và cảm biến crop thì luôn luôn không, bây giờ cảm biến crop có đời mới đến bao nhiêu ấy, nó cũng không thể nào đem lại cái chất lượng ảnh của cái full frame được, bởi vì cái này là khác biệt về vật lý rồi, vật lý thì khó mà có thể bù đắp về công nghệ được. Và thêm nữa là khi mà anh em dùng những cái con máy full frame ấy thì anh em sẽ không bị nhân tiêu cự lên, không bị nhân tiêu cự thì anh em có một cái góc nhìn nó khá là dễ chịu hơn khi mình chụp. Đây là những cái ống đặc biệt là ống tele này, góc nhìn mình cắm lên crop nó hẹp lắm, mình nói nãy giờ không biết bao nhiêu lần đấy, nó thân rất là hẹp. Còn khi mà chụp chân dung thì anh em có thể tham khảo cùng với giá của con 72 này thì có một con full frame chuyên trị chân dung, đó chính là chiếc Canon 6D. Và 6D thì lại không thể nào hợp chụp thể thao được, nên là cái này nó như kiểu là hai trường phái khác nhau ấy. Còn anh em mà muốn kiểu chụp tất cả mọi thứ thì nó lại là một cái phần kiểu cái mệnh, cái tầm giá nó khác biệt rồi đấy. Còn kết luận lại thì sau một hôm mình trải nghiệm con 7D2 này kèm với con 7200 đời 1 có IS thì cảm giác kiểu chụp thể thao, chụp chuyển động tất cả mọi thứ rất là thích, rất là kiểu sướng dã man luôn ấy. Bởi vì con này một là cái nét nhanh, hai là bắt nét chuẩn, và ba là cảm giác cầm tay, cảm giác mình chụp, cảm giác cái tiếng bàn chậm nó nghe rất là chuyên nghiệp rồi. Anh em không thể so được với những cái dòng như kiểu là 3 số hay là dòng 2 số đâu. Dòng tất cả những cái dòng đấy, cái vỏ nhựa ấy, nghe tiếng mặt chập nó đánh đánh ấy, tách 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 ấy. Con này nghe đập lắm, nghe nó đúng như kiểu tiếng thú mà anh em lắp kiểu giảm thanh ấy. Đó, nghe phê cực kỳ luôn. Còn nghe anh em nào mà kiểu gì nhỉ? Anh em nào mà chụp thể thao mà chưa có cái mức kinh phí nó cao lắm thì anh em cũng hoàn toàn có thể chọn những cái dòng kiểu chuyên thể thao cũ hơn một xíu. Chính là con tiền nhiệm của con 7D2 này chính là 7D chẳng hạn. Và lúc đấy thì anh em vẫn có cái công nghệ nó hơi thua thiệt một xíu, còn anh em làm quen thì ok không sao cả. Còn như anh em nào mà dùng 7D2 thì mình nghĩ là mất khá là nhiều thời gian để bọc hết tất cả những cái menu trong này, nó phức tạp lắm và nó phân bố cái bản menu rất là chuyên nghiệp, nên là anh em lưu ý một phần như thế.
Còn video đến đây kết thúc rồi. Hôm nay mình trải nghiệm xong chiếc 7D2 này. Thì anh em có muốn mình làm bài so sánh của 7D2 này hay là ống kính 7D200 này với lại những cái máy nào khác không? Thì anh em có thể comment ở phía bên dưới mình xem nhé. Và như thường lệ thì anh em trước khi tắt cái tab YouTube này đi thì nhớ cho mình một like, một subscribe chẳng hạn. Rồi, và đến đây là video kết thúc. Mình tên là Minh Nhật, mình đến từ máy ảnh khu Hà Nội. Xin chào anh em.